em vào sinh nhật này. Hôm nay mình đi ăn hải sản nhá. Hải sản á? Ừ. Mà em lại bị dị ứng tôm cá. Em bị dị ứng à? Không, cái khác đi. Nhắc đến tôm cá anh lại quên mất đấy. Tôm cá tiếng Anh là gì nhỉ? Cá là fish, tôm là shrimp. Em bảo không biết. Từ tôm cá trong tiếng Anh là một từ khá là thú vị nhá. Cá hoặc là tôm đều là những từ khó bởi vì là nó có cả âm ê mỏng miệng và đồng thời cũng chứa đựng âm gió và rất nhiều người cảm thấy khó khăn đúng không? Nhiều bạn hay đọc nhanh, đọc là fish và sim hoặc là shrimp gì đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nói chính xác cái từ này. Từ cá này là F-I-S-H. Từ này gồm có các âm đầu tiên là âm tiếp theo ê và cuối cùng sh. Fish. Mọi người lưu ý là âm e là âm lỏng miệng, không phải là âm i là fish hoặc là fish, mà nó sẽ hơi lỏng hơn một chút. Mọi người kéo miệng lên hơi cười và hơi mở hai hàm răng ra nhé. Fish. Còn từ tôm thì viết là shrimp và từ này âm đầu tiên là sh, sau đó là âm r, âm e, âm m và âm p. Sure. Imp, shrimp. Cái khó nhất là để làm tổ hợp âm sh. Gần như các bạn làm âm sh và âm r cong lưỡi về phía sau cùng một lúc. Hai âm này gần như diễn ra cùng một lúc nên là nó không phải là sure mà nó là sure. Và đến âm imp, shrimp. Nó là từ tôm. Mình cùng tập lại hai từ này nhé. Đầu tiên là cá này. Cá là fish và tôm là shrimp. Ok, mọi người nhớ làm âm cuối nhé. Shrimp. Chúc mọi người thành công và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.